càng không sôi càng cứ quay. Mẹ thật, mẹ tim qua thức cả đêm kinh nhỉ. Thế mà sáng vẫn đi làm được, mẹ trâu bò vậy. Đấy là có một đêm thôi, còn cái đám cao hơn, nó to hơn là 3 đêm, à 2 đêm đấy. Thế là cái đám gọi giả lạ, đám lặp lại một lần đấy. Lặp lại lần trước này. Thế anh hỏi tin là ở hắn ấy bảo là đấy như kiểu là một cái nó giống như kiểu này đi khai giấy khai giấy khai, giấy khai sinh đúng không? Đấy phải có nhất là em không biết gọi là cái kiểu gì. Nói anh không hiểu. Mà thực ra anh không biết nói. Không biết nói à? Kiểu đéo không biết nói. Không biết giải thích. Thế yeah. Chứ dân tộc của em thì đến tầm 11, 12 tuổi để phải làm cái à, cái đấy nó mới nứng mới làm lộn rồi. Nó chuẩn là như thế. Thế, thế anh hỏi thì Sơn có phải làm không? Thế Titi bảo là nó do vay vế nữa. Mày à, càng là làm để mà làm thầy không cái gì? Ờ. Anh đang hỏi là làm thầy có nhá, giả sử liệu có tác dụng gì không? Tóm lại cái chốt này cuối cùng làm thầy để làm gì? À, làm thầy là cái thầy đấy đi làm để cúng cho cái thằng mà được đặt tên đấy. Còn cái thằng đặt tên đấy phải làm cái lễ đấy để nó mới nướng mới làm luôn ạ. Thầy hiểu đi ơi. Có nhớ tuổi giải thi của con trai là tầm khoảng 8 đến 12 tuổi bắt đầu giải thi thì phải làm. Buôn cái sất cả mồm đó này. Ở trên em ai mà không làm không có điều kiện làm ha. Có nhớ là đến già là chưa lấy được vợ.